Dạ, xin chào hội đồng ban giám khảo và xin chào tất cả mọi người chưa có mặt trong buổi ngày hôm nay. Thì tôi tên là Lê Đức Minh, hiện tại tôi đang công tác tại Film.ai, một cái nền tảng quản trị trải nghiệm toàn diện. Thì như anh chị cũng đã biết thì chúng ta đang sống ở trong một kỷ nguyên của sự siêu kết nối, nơi mà khách hàng họ có thể mua hàng ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Và cái điều đó đồng nghĩa với việc là họ cũng có thể chia sẻ cái trải nghiệm đó đến với rất nhiều người khác nhau chỉ trong một vài giây. Và các cái chia sẻ này nó sẽ tạo ra một cái tác động rất lớn đến cái quyết định mua hàng của những khách hàng khác ở trong tương lai. Và một cái minh chứng cho thấy là năm 2023, một cái báo cáo của McKinsey đã chứng minh rằng người Việt Nam đang đứng ở trong một cái top gọi là top ít trung thành nhất ở trong khu vực APAC. Và đó cũng là lý do tại sao mà Film được thành lập. Film có một cái sứ mệnh, đó là mong muốn đồng hành cùng các cái doanh nghiệp để tạo ra những cái trải nghiệm xuất sắc. Và từ đó, doanh nghiệp có thể phát triển bền vững bằng cách là tạo ra hàng triệu người tiêu dùng hạnh phúc cũng như là nhân viên hạnh phúc. Như vậy thì Film sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng một cái nền tảng. Và đây là cái nền tảng của Film. Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng cái nền tảng này với một cái cơ sở nền móng cực kỳ vững chắc ở phía dưới cùng. Và bên trên đó là các cái tầng về ứng dụng, nơi mà các cái bộ giải pháp của Film sẽ được phát triển một cách chuyên sâu nhất. Thì đối với cái bộ giải pháp đầu tiên là Film sẽ giúp cho doanh nghiệp quản lý được cái trải nghiệm khách hàng của mình bằng công nghệ GenAI. Film sẽ giúp doanh nghiệp bắt đầu bằng cái việc lắng nghe khách hàng của họ thông qua đa kênh, đa điểm chạm và đa nền tảng. Điều đó có nghĩa là Film sẽ giúp cho khách hàng có thể gửi ra các cái survey hoặc là tích hợp với các cái nền tảng đánh giá trực tuyến hoặc là tích hợp thẳng với là các cái công cụ như là tổng đài của khách hàng đang sử dụng để làm sao để làm hợp nhất tất cả những cái dữ liệu về trải nghiệm về một nơi. Và từ đó thì Film sẽ ứng dụng công nghệ GenAI để bắt đầu phân tích trên từng cái voice of customer này. Và đối với những cái phân tích này thì Film sẽ giúp cho doanh nghiệp kích hoạt các cái quy trình, luồng quy trình tự động hóa. Có thể nó sẽ liên quan tới customer care, có thể nó sẽ liên quan tới những cái phân khúc khách hàng để từ đó mình có thể tạo ra nhiều cái phân khúc khách hàng khác nhau hơn. Và mục tiêu cuối cùng Film mong muốn cho doanh nghiệp đó là thấu hiểu khách hàng hơn. Bởi vì hiện nay doanh nghiệp đang có rất là nhiều loại dữ liệu liên quan tới dữ liệu về vận hành. Có thể là dữ liệu về transaction, dữ liệu về tài chính, dữ liệu về SLA mà nội bộ doanh nghiệp đang có. Tuy nhiên trong tương lai thì Film sẽ nghĩ là có một cái loại dữ liệu khác mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng được, đó chính là dữ liệu về trải nghiệm. Và đối với cái dữ liệu về trải nghiệm này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể kết hợp nó với dữ liệu vận hành. Để từ đó doanh nghiệp có thể tạo ra được những cái phân khúc khách hàng nó riêng biệt nhau. Và từ những phân khúc khách hàng này mình có thể tạo ra được những cái chiến dịch nó cá nhân hóa hơn cho từng tệp khách hàng này. Hướng tới một cái câu chuyện, đó là mình có thể tăng được cái giá trị vòng đời của toàn bộ cái tệp khách hàng của mình đang có. Và hiện nay đối với cái giải pháp quản trị trải nghiệm khách hàng thì Film đang được tin dùng bởi 15 đối tác khác nhau trên thị trường Việt Nam và theo một cái mô hình, đó là B2B SaaS. Về đội ngũ thì chúng ta là tập hợp những cái thành viên có nhiều kinh nghiệm trong câu chuyện phát triển sản phẩm, bán hàng cũng như là triển khai cái giải pháp B2B SaaS tại thị trường Việt Nam cũng như là trên toàn cầu. Hiện nay thì Film, ngoài những cái đội ngũ mà làm việc chính với Film ra thì bên đằng sau đó thì sẽ có những cái đội ngũ về cố vấn. Họ là những cái người mà có rất là nhiều kinh nghiệm trong cả mảng về AI cũng như là trong cả mảng về quản trị trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam và trong khu vực. Thì hy vọng rằng Film sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp có thể là tạo ra được những cái trải nghiệm xuất sắc hơn. Và từ đó thì khách hàng sẽ gắn bó trung thành hơn với cái thương hiệu đó. Xin cảm ơn các mọi người. Xin cảm ơn phần trình bày vừa rồi của Film.ai. Và giờ đây xin phép được mời hội đồng ban giám khảo với 5 phút với những câu hỏi của mình ạ. Công ty này là công ty dữ liệu hay công ty AI em? Dạ, công ty Film.ai là một công ty xây dựng về một cái nền tảng. Trên cái nền tảng đó thì bọn em sẽ ứng dụng công nghệ GenAI để có thể đưa vào những cái use case thực tế. Ví dụ như một cái use case thực tế nhất là về quản lý được cái trải nghiệm khách hàng. Nói rõ hơn tí được cái việc đó như thế nào? Dạ vâng ạ. Đối với bộ giải pháp quản trị trải nghiệm khách hàng thì đầu tiên Film sẽ giúp cho doanh nghiệp lắng nghe khách hàng của họ một cách toàn diện. Thứ nhất là lắng nghe chủ động thông qua những cái khảo sát. Ví dụ như các anh chị ở đây mình có thể đến các nhà hàng, ví dụ Pizza 4B chẳng hạn. Mọi người dùng bữa xong thì các nhân viên họ sẽ đưa cho mọi người một cái phiếu khảo sát. Hoặc là mọi người mua hàng ở trên những cái sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada. Thì đa phần là các cái sàn thương mại điện tử nó đều có mỗi khu vực là cho mọi người đánh giá xem là cái trải nghiệm của mọi người với cái sản phẩm đó, với cái dịch vụ đó nó như thế nào. Và dựa trên những cái trải nghiệm đó thì Film mong muốn đó là thu hồi được hết tất cả những cái voice of customer đó về một nơi để giúp cho doanh nghiệp hợp nhất một cái loại dữ liệu, nó gọi là dữ liệu về trải nghiệm. Và bước thứ hai đó là Film sẽ giúp cho doanh nghiệp là phân tích trên từng cái tệp thông tin đó. Bởi vì hiện nay các cái công cụ nó sẽ cho phép doanh nghiệp biết được là cái chỉ số về định lượng, có nghĩa là khách hàng họ chấm bao nhiêu điểm, nhưng mà nó có một cái loại chỉ số là về định tính đó, là khách hàng họ cảm thấy như thế nào khi mà họ chấm cái điểm đó. Có rất là nhiều trường hợp đó là khách hàng họ sẽ đặt chấm 5 điểm, nhưng mà trong cái bình luận họ để lại thì họ sẽ nói là tôi thích nhưng mà có một cái vài điểm mà tôi cần doanh nghiệp họ cải tiến hơn. Thì với ứng dụng GenAI thì Film sẽ bắt đầu phân tích trên từng cái chủ đề mà khách hàng đề cập tới, và khi mà khách hàng đề cập tới chủ đề đó thì họ đang tỏa ra một cái trạng thái là
tích cực, tiêu cực hay là trung lập khi mà họ nhắc tới cái chủ đề đó. Và cuối cùng là Philip sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể visualize được tất cả những cái báo cáo về trải nghiệm khách hàng để giúp cho họ có thể đưa ra những cái chiến lược cá nhân hóa hơn cho từng tệp khách hàng của họ. Một khách hàng lớn nhất của bạn, không cần nêu tên, thì số lượng data như thế nào? Dạ, một khách hàng lớn nhất thì hiện tại Philip đang nhắm tới đối tượng là khách hàng là chuỗi. Và một cái chuỗi lớn nhất hiện tại đang có khoảng 150 cửa hàng trên toàn khu vực ở Việt Nam. Và số lượng data thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm và từ khu vực. Ví dụ như chuỗi bán lẻ thì có những cái ngày đôi thì số lượng đơn hàng của họ rất là lớn. Và dựa trên số lượng đơn hàng đó thì nó có thể tạo ra hàng triệu các cái giá trị về dữ liệu. Và dựa trên những cái dữ liệu đó thì Philip sẽ giúp cho họ phân tích một cách nó là chính xác hơn. Tôi thấy cái bạn đeo rồi, thí dụ là bao lớn nhất là bao nhiêu mà đã thực hiện cái việc như thế nào. Sao? Bạn nêu nói rõ luôn cái khách hàng thứ nhất hiện nay thì số lượng data là lớn cỡ nào và bạn làm việc gì để ra những kết quả để định hướng giúp đỡ cho họ. Dạ, đầu tiên thì số lượng trung bình nó sẽ là khoảng tầm 50.000 đơn hàng tới 70.000 đơn hàng một tháng. Đối với là cái tệp đó là cửa hàng về chuỗi. Và dựa trên cái đó là gọi là cái input data, tức là họ bán hàng ra bên ngoài. Thì dựa trên cái tệp đó thì Philip sẽ giúp cho họ là gửi ra các cái survey trên trực tiếp tại cái thiết bị của người dùng luôn. Ví dụ như kích hoạt một phát là Zalo của mọi người sẽ nhận được một cái ZNS để đánh giá. Hoặc là nếu như mà người dùng không dùng Zalo thì mình có thể kích hoạt thông qua cái việc SMS. Và đối với là cái use case này thì Philip giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm cái khoảng thời gian mà gọi điện thoại cho khách hàng. Bởi vì hiện nay thì cái việc mà gọi điện thoại cho khách hàng nó càng ngày nó càng làm cho người khách hàng họ cảm thấy phiền hơn. Và để mà giảm tải được cái workload đó thì Philip sẽ lọc ra những cái danh sách là những khách hàng này họ đã phản hồi qua ZNS rồi, đã phản hồi qua SMS rồi, thì mình có thể có một cái shortlist hơn để mình gọi điện thoại cho khách hàng đó, và trong một cái khung thời gian phù hợp thì khiến họ happy hơn và họ willing để trả lời cái phản hồi của mình hơn. Anh Huệ hỏi nữa không? Ok, thấy Hùng Trần nó cũng là involved trong cái startup này của bạn. Cái đó điều rất là tốt. Thì bạn cũng kêu là Gotit cũng là một đối tác. Như vậy bạn đã làm gì cho Gotit rồi? Có làm một cái use case nào cho Gotit không? Có, thì hiện tại thì Gotit và thậm chí là Steam for Việt Nam thì cũng đang sử dụng nền tảng của Philip để khi mà mọi người tổ chức các khóa học liên quan tới Steam chẳng hạn, thì để mà đo lường được cái trải nghiệm của hai đối tượng, thứ nhất là giáo viên và thứ hai là học viên, thì bọn em cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp đó, giúp cho những cái business đó hiểu được là học viên đang bị stuck ở chỗ nào trên cả cái hành trình học tập của họ, và giáo viên đang bị stuck ở chỗ nào trên cái hành trình mà đi giảng dạy của họ. Ok, tôi thì rất thân với là Gotit và Steam for Việt Nam. Rồi biết hiểu được vấn đề đó. Nhưng mà tôi thấy cái của bạn đó là rất có tiềm năng ở Việt Nam, nhất là ở Việt Nam, tại vì có rất nhiều doanh nghiệp ở đây, những chuỗi mà người ta có nhiều data mà người ta không biết sử dụng để làm gì. Thì cái đó bạn có thể là đi tìm vào trong những cái đó để có những cái cơ hội mới, nhất là trong lĩnh vực về tiêu dùng. Dạ, em cảm ơn. Thật ra thì khi mà tôi hiểu là tại sao bạn cứ đưa lại cái slide về đội ngũ, tại vì nhìn vô thì nó có thể đảm bảo về mặt công nghệ của các bạn. Nhưng mà cái gì là cái khó khăn nhất của Philip Duck AI hiện nay? Tại vì tôi biết Philip từ những ngày đầu và tôi cũng nói chuyện với anh Hùng rất là nhiều, cho nên tôi muốn hỏi là cái gì cái challenge lớn nhất? Và tôi hiểu là cái model này cũng đã thay đổi rất là nhiều lần. Dạ, đúng rồi. Thì cái model đã thay đổi rất là nhiều lần. Và tại vì sao là như vậy? Bởi vì trong quá khứ thì Philip đã gặp những cái trở ngại về việc đó là thu thập dữ liệu. Cho nên là ở những cái ngày đầu tiên á, thì định hướng của Philip là xây dựng một cái data platform. Và tới hiện tại thì vẫn sử dụng cái data platform đó nằm cái tầng ở dưới cùng cho cả một cái hệ thống cấu trúc về hạ tầng. Và cái vấn đề của data platform đó là doanh nghiệp, có những doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có dữ liệu, nhưng mà những doanh nghiệp nhỏ hơn thì họ sẽ không có cái dữ liệu đó. Cho nên Philip đã quyết định là bước thêm một bước phía trước nữa là để giúp cho doanh nghiệp thu thập tất cả những cái loại dữ liệu đó thông qua survey, thông qua cuộc gọi, thông qua những cái review đánh giá mà khách hàng để lại trên những cái nền tảng đó. Thì cái trở ngại ở đây có thể là trong ở thị trường hiện tại thì ở Việt Nam thì mọi người đang còn chưa có aware nhiều về cái khái niệm là customer experience là cái gì. Và để mà vượt qua được cái trở ngại đó thì Philip đã đồng hành được với những cái đối tác, ví dụ KPMG hoặc là những cái chuyên gia trong ngành về câu chuyện làm sao có thể educate được cái thị trường này và giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về cái tầm quan trọng của quản trị trải nghiệm khách hàng. Và trong tương lai thì Philip tin rằng là cái quản trị trải nghiệm khách hàng nó sẽ là một cái chiến lược mũi nhọn trong cái việc mà doanh nghiệp có thể cạnh tranh với những người khác. Cảm ơn Philip.ai cùng với phần dự thi của mình và một tràng pháo tay dành cho dự án thứ 9 của chúng ta trong phần chung kết.